Những câu chuyện giáo dục về đức hạnh. Hiếu. Để. Trung. Tính. Lễ. Nghĩa. Liêm. Sĩ. Lục tích. Dấu quýt cho mẹ. Tập phim này dựa trên Tam Quốc Chí Lục Tích truyện cải biên. Lục Tích tự là Công Kỷ, người huyện Ngô, quận Ngô cuối thời Đông Hán. Từ nhỏ đã học thông hiểu rộng, hiếu thuận, thiện lương, làm khách ở nhà tướng quân Viên Thuật nổi tiếng thời Tam Quốc. Giấu ba trái quýt định đem về hiếu thuận mẹ. Còn nhỏ mà đã hiếu thuận như vậy, thật khiến người khác hiểu ra nhiều điều. Ở đây có thật là nhiều quýt. Mẹ, mẹ xem này, nhiều quýt chưa này? Trái quýt. Tích Nhi đã tìm được quýt hả con? Con tìm thấy ở đâu thế? Con chơi ở bên bờ ruộng, nhìn thấy bên cạnh có mấy cây quýt. Mẹ, mẹ thích ăn quýt nhất, mẹ ăn thử đi. Từ ngày chúng ta theo cha con đi nhậm chức, dần đến vùng Hoài Bắc này, thật là hiếm khi nhìn thấy trái quýt. Mẹ, có ngọt không? Ngọt. Tích Nhi của mẹ hiếu thuận, quýt mà Tích Nhi mang về cho mẹ đều rất ngọt. Vậy mẹ ăn thêm trái nữa đi mẹ. Mẹ, con đến thỉnh an buổi sáng. Mẹ, sao mẹ lại bị nhiệt miệng rồi? Cha, Viên bá bá thật là đã đến Cửu Giang. Đúng vậy. Nhớ là Viên bá phụ của con là đại tướng quân. Cha dắt con đi bái kiến bác ấy, không được phép nói linh tinh nghe chưa? Dân thưa cha, cha, Cửu Giang có trái quýt không? Cửu Giang nằm ở Hoài Nam. Hoài Nam có quýt ngọt, còn Hoài Bắc thì có quýt chua. Quýt ở vùng Hoài Bắc chúng ta đều có vị chua chát, là hạ phẩm trong số các loại quýt. Còn ở vùng Hoài Nam mọc ra đều quýt ngọt. Chả trách, tại sao mẹ bị nhiệt? Đây mới thực sự là quýt ngọt. Lục lão đệ, từ xa tới đây, ngươi làm huynh như ta không kịp để đón tiếp, thật là ngại quá, ngại quá. Tiểu đệ và Diên huynh đã nhiều năm rồi không gặp. Chiến công của Diên huynh đã danh chấn thiên hạ, thật là khiến cho tiểu đệ vô cùng ngưỡng mộ. Lục lão đệ, sao lại khách sáo gì vậy? Đã nhiều năm không gặp, huynh rất là nhớ đệ. Hôm nay chúng ta phải ôn lại chuyện cũ, uống cho sảng khoái một phen nha. Được, tiểu đệ cũng mong ngày này đã lâu. Ồ, đây là Tích Nhi đúng không? Con chào Viên bá phụ. Ây da, mấy năm không gặp, Tích Nhi đã cao thế này rồi. Viên bá phụ, khí sắc của bá phụ vẫn tràn đầy tinh thần như vậy. Đứa nhỏ này thật biết cách nói chuyện. Nào, Lục lão đệ, chúng ta ngồi xuống nói chuyện nào. Tích Nhi à, con năm nay mấy tuổi rồi? Thưa Viên bá phụ, con vừa tròn 6 tuổi ạ. Đứa nhỏ này càng lớn càng thông minh lanh lợi, nói chuyện ôn hòa dễ nghe, có lễ tiết. Nào, ban cho ngồi. Ê, một đứa trẻ làm sao dám để Viên huynh ban cho ngồi chứ? Tích Nhi không phải là đứa trẻ bình thường, là đứa cháu bảo bối của huynh mà. Khi nó còn nhỏ ta còn bế nó nữa mà. Con cảm ơn Viên bá phụ. Những năm này con đã đọc những sách gì? Thưa Viên bá phụ, con đọc sách không nhiều. Với sự dạy bảo của thầy giáo ở trường Tư Thục, đã học được Luận ngữ Đại học Trung Dung Mạnh Tử. Ây à, tuổi nhỏ mà học không ít hả? Nói cho bá phụ nghe xem, con đã hiểu được những gì rồi? Tích Nhi tuy còn nhỏ tuổi nhưng vô cùng thích kinh điển của các vị thánh hiền trước đây. Người mà con kính phục nhất là ai vậy?
là Quản Trọng. Thầy giáo nói năm đó Quản Trọng không cần đến binh mã mà có thể liên kết chư hầu ổn định tình hình chính trị trong thiên hạ. Vậy thì ý con, ngài ấy đã dựa vào điều gì mà thống nhất được thiên hạ? Trong thư tịch của Thánh Hiền nói là ngài ấy đã dùng sự cảm hóa của đức hạnh và thành tựu vì văn hóa giáo dục. Khổng Tử nói là người ở phương xa con quy phục, liền phát huy giáo dục văn hóa mà chiêu dời họ tới. Thầy giáo giảng qua cho tụi con, hiện nay cũng là thời loạn, chư hầu tranh nhau xưng bá xưng hùng. Nếu như trong lòng không có đạo đức, chỉ tôn sùng võ lực, gây hại cho ba tánh, là cách làm không biết nhìn xa trông rộng. Người với người lớn chớ khoe tài. Cha đã dặn trước con rằng không được nói linh tinh. Tuổi còn nhỏ mà đã khoe khoang khoác lác rồi. Ây, cái này là tuổi nhỏ mà đã khác người. Không ngờ có mấy năm không gặp đã có thiên tư khác người như vậy. Con nhỏ tuổi như vậy đã hiểu được thế cuộc trong thiên hạ, khiến cho bá phụ được mở rộng tầm mắt rồi. Viên bá phụ là con vô tri, xin bá phụ bỏ qua cho. Không, 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 nói rất có đạo lý. À, sớm nghe nói còn thông minh lanh lợi, hôm nay gặp được quả là danh bất hư truyền. Người đâu, một đem trái quýt đặc sản nổi tiếng của Hoài Nam lên đây để con nếm thử. Trái quýt? Tích Nhi, bá phụ không chăm sóc con nữa, con từ từ ăn. Ta và cha con vào trong phòng hàn huyên chuyện gia đình chút. Đã tại với bá phụ thịnh tình khoản đãi. Để Diên huynh chê cười rồi. Đa tạ bà. Đây chính là trái quýt ngọt của Hoài Nam mà mẹ nói sao? Bà ơi, con mời bà ăn quýt. Đây là của ta. Quýt này là của ta. Quýt, quýt là ai? Đến ta mà ngươi không biết sao? Ta là con trai của cha ta. Quýt là con trai của đại tướng quân Diên Thuật sao? Nói cho người biết, quýt này đều là cha ta mua về cho ta ăn, ngươi không được ăn. Những cái này đều là của ta. Lạc Nhi, tại vì sao con lại vô lễ với khách như vậy? Mau đem quýt trả lại cho Tích Nhi đi. Cha, không phải cha nói là quýt này đều là mua cho con sao? Người khác ai cũng không được ăn. Là cha mua cho con, nhưng mà con cũng nên biết cách đãi khách chứ. Thật là làm mất mặt cha quá đi. Bỏ đi, xem bộ dạng hẹp hòi của con kìa. Người đâu, mau đi mua cho Tích Nhi một ít quýt ngọt gì đây. Viên Lạc Quynh, thật xin lỗi, để không biết quýt là của Quynh. Được rồi, giờ không ai còn giành với con nữa đâu. Con không được phép cướp quýt của Tích Nhi nữa, có biết chưa? Mời. Tích Nhi, đây là quýt bá phụ mua riêng cho con, đều là của con bao ăn đi. Lần này ngươi đã ăn sướng miệng rồi, còn chưa chán sao? Cha, viên bá phụ. Lần này không có ai giúp ngươi nữa đâu. Nhìn bộ dạng của ngươi lúc nãy, không phải là cảm thấy quýt này không ngon, vậy thì đưa đây cho ta ăn đi. Không, không phải thế.
Không phải đâu, đây là nhớ đến quýt của mẹ. Quýt của mẹ. Được rồi, còn thừa lại cho ngươi đó. Lạc Nhi, con thật mà không biết đạo lý thương yêu huynh đệ mà. Cái gì? Ta làm sao? Viên Lạc huynh đối đãi với người hầu kẻ hạ nên hiền hòa, lão bà cũng là trưởng bối mà. Ta, ây da, cái bụng của ta. Mình phải nói với Viên bá phụ và cha. Này, ngươi ăn xong chưa? Mau đi chơi với ta. Có nghe không vậy? Ngươi mau lên có được không vậy? Wow, đây là Đại Hùng Bảo Điện sao? Lớn như vậy. Đây là phòng của ta. Phòng của ngươi có thể nghe được tiếng vọng không? Sao huynh lại có căn phòng lớn như vậy? Căn phòng này vốn không phải là của ta, mà là của cha ta. Lão bà, lão bà, để con mang giúp bà. Này, ta nói người chơi cùng ta, chứ không phải là giúp bà này nha. Mặc dù lão bà là người hầu, nhưng cũng là cha mẹ của người khác. Đối xử với cha mẹ người khác cũng như cha mẹ mình. Viên Lạc huynh, lát nữa để chơi với huynh có được không? Có được không? Có gì ghê gớm, ta tự chơi cũng được rồi. Lục lão đệ đã muốn về sao? Ta đã cho người chuẩn bị yến tiệc. Lục lão đệ chưa ăn cơm đã rời đi, e là do huynh chăm sóc chưa chu đáo. Đa tạ Viên huynh, nhưng mà nương tử ở nhà không khỏe lắm, ta nhất định phải về sớm, những bông Viên huynh thứ lỗi cho. Vậy cũng được. Thích Nhi, Thích Nhi. Lạc Nhi, Thích Nhi à? Lạc Nhi. Lão bà ăn trái quýt này đi, có thể bổ phổi hạ nhiệt đó. Ta không ăn đâu, con thật là đứa trẻ ngoan, có tâm địa thiện lương. Lão bà cầm lấy đi. Lục Tích, ngươi làm xong việc chưa? Một mình ta chơi thật là chán quá đi. Ngươi sao vậy? Không có gì đâu. Nhưng là Quynh xem sức khỏe của lão bà kém như vậy, chúng ta cũng giúp bà làm việc đi. Giúp bà ta làm việc? Viên Quynh, căn phòng của Quynh quá là không nhỏ. Làm gì có, đây là phòng của Lạc Nhi. Để ta nghĩ xem còn nơi nào chưa tìm qua. Hình như đều tìm hết rồi. Chuyện này, Viên Quynh, hình như chỗ đó còn chưa tìm qua. Ây à, lão đệ à, đây là nhà bếp, chúng ta đừng làm lỡ thời gian nữa. Đi ra ngoài tìm thử xem. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên. Cha, Tích Nhi, sao con lại đến nơi này để làm công việc nặng nhọc này? Lạc Nhi, sao con cũng chạy tới đây vậy? Lão đệ, thật xin lỗi quá, thật là do huynh chiêu đãi không chu toàn. Không có đâu Viên bá phụ, thầy giáo nói là giúp đỡ trưởng bối làm việc nhà là đạo hiếu nên làm. Lỡ mà đi lại khó khăn con cũng nên giúp. Cha, con mới phát hiện kéo ống bể cũng vui lắm. Câm miệng. Tích Nhi là một đứa trẻ ngoan, nhưng bà ấy đâu phải trưởng bối gì đâu. Bà ấy chỉ là một người hầu thôi mà. Cha, bà ấy không phải là bà của con sao? Chỉ là chúng ta đều xem bà ấy là người hầu thôi. Viên Lạc huynh, lão bà là bà nội của huynh sao? Lão bọc không dám, ta chỉ là bà con xa cô Viên đại tướng quân thôi. Trước đây nhờ ân của tướng quân không có gì báo đáp, bây giờ đến tuổi này may mà tướng quân không chê đã thu nhận lão bọc. Lão bọc chỉ mong có cơm ăn, nguyện lòng trâu lọc ngựa để báo đáp cho gia đình tướng quân. Lão bà, người chậm thôi. Giảng bối bình thường quá bận, có chút lơ là với bà. Bà đừng làm việc nữa, về phòng nghỉ ngơi chút đi.
Cha, vì sao lại lườm con? Lục lão đệ, cháu trai hay là để ta đến đỡ dì đi. Tịch Nhi, Lạc Nhi, hai con ra ngoài trước. Chiến huynh, để có lời này, không biết là có nên nói hay không. Chúng ta là huynh đệ nhiều năm, có gì không thể nói thẳng chứ. Lão đệ, có gì cứ nói đi, đừng ngại. Lão đệ kiến thức nông cạn, nếu có nói gì không thích đáng, chỉ là mong chiến huynh thứ lỗi. Các vị thánh hiền cổ đại có nói rằng, tổn hại người để được lợi cho mình, đó là sự bất hạnh của bản thân. Từ bỏ người lớn tuổi mà chọn con trẻ, đó là sự bất hạnh của gia đình. Làm cha mẹ của người, nếu như có thể làm gương hiếu thuận trưởng bối, con trẻ sẽ làm theo. Gia phong hiếu đạo sẽ truyền từ đời này qua đời khác. Sự ảnh hưởng đối với con cháu đời sau là không thể đo lường được. Lão đệ nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng mà gia đình huynh có tiền có thế, tương lai con trai ta cũng là quan lớn, điều này mới là hiện thực nhất. Nhưng mà hiếu là nguồn gốc của mọi điều thiện. Nếu như đức hạnh căn bản của việc làm người cũng không bồi dưỡng tốt, trên không trung thành với vua, dưới không yêu thương bá tánh, cơ hội càng tốt thì tai họa càng lớn. Thôi được rồi, hôm nay huynh sẽ chuyển dì đến phòng của Lạc Nhi ở. Căn phòng cũ nát này thì sửa thành phòng cuối hoặc chuồng ngựa cũng được. Đại tướng quân, lão bộc có thể tự đi mà. Dì à, trước đây là do con không quan tâm đến dì, con đã xin lỗi dì rồi. Chẳng lẽ dì vẫn chưa thể tha thứ cho con sao? Đại tướng quân, dì à, từ bây giờ trở đi, dì nhất định không được tự xưng là lão bộc nữa. Dì là dì của con mà. Cha, con vẫn còn một chuyện hỗn xược. Căn phòng cũ này có thể đừng làm chuồng ngựa không cha? Con muốn giữ nó lại, con rốt cuộc muốn làm gì? Cha từng nói người già thì không cần phải ở nhà tốt. Căn phòng cũ này giữ lại, chờ cha già rồi cũng có thể ở vào trong đó mà. Hả? Đúng là sự bất hạnh của gia môn. Sự bất hạnh của gia môn mà. Diên huynh xin cáo từ. Chết rồi, giờ nó đi rồi, chuyện mấy trái quýt vẫn chưa nói. Huynh chiêu lại chưa chu toàn, chuyện nhà lại để đệ chê cười rồi. Thật sự là hổ thẹn quá. Diên bá phụ, quýt sao vậy? Có phải con lại thích thể hiện thông minh không? Con nhỏ thì làm tốt bổn phận của mình, bình luận linh tinh cái gì mà thế cục thiên hạ. Còn không bao chào viên bá phụ còn ra gì nữa. Không phải thế cục mà là quyết. Chào cúi sâu lại cung kính. Có kiểu thất lễ với trưởng bối như vậy sao? Tạm biệt viên bá phụ. Cha xem kìa, nó ăn trộm quýt. Không phải, không phải đâu. Con chỉ là chả trách người so bụng suốt. Quá là sớm đã giấu quýt vào trong người. Nghịch tử, dùng đồ người cần mượn rõ. Nếu không hỏi, tức là trộm. Làm sao ngươi có thể lòng tham không đáy như vậy? Không biết liêm sỉ. Lục lão đệ, nặng lời rồi. Những trộm quýt này vốn là cho Tích Nhi, làm sao mà lại ăn trộm chứ? Nhưng đó là để nó ăn, chứ không phải là để nó mang đi. Vật tuy nhỏ chớ cất riêng. Ngươi thật khiến cho cha mẹ thất vọng. Chuyện này Lục đệ đừng nói như vậy. Nó vẫn là một đứa trẻ mà. Tích Nhi, quýt và viên bá phụ cho con, sao con lại không ăn hết vậy? Con không nỡ. Ở muốn đem một ít về cho mẹ. Đem cho mẹ? Vì sao vậy? Bởi vì mẹ rất thích ăn quýt. Quýt ở chỗ con rất khó ăn. Mẹ nói quýt đó gọi là quýt hôi. Kết quả là sau khi mẹ ăn bị nhiệt miệng. Ây da, Lục lão đệ à, Tích Nhi nhà đệ quá là khác biệt những đứa trẻ khác. Ăn một trái quýt nhỏ mà còn nhớ đến mẹ ở nhà. Chuyện này quýt thật là hổ thẹn. Nhìn lại quan gia nhà anh chuyện gì cũng không biết. Nhưng huynh à, huynh đừng nói giúp nó. Không à, Lục lão đệ, trong lòng của đứa trẻ mới 6 tuổi, mẹ là người đáng kính nhất. Còn cái hiếu thuận cha mẹ là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Ta lại cảm thấy Tích Nhi lấy quýt như vậy thật là tốt. Đây là biểu hiện hiếu thuận của nó. Đổi lại kẻ làm người lớn như ta thật là hổ thẹn mà. Nhưng huynh nói thế là hại đệ rồi. Giống là đứa nghịch tử nhà đệ thất lễ trước. Trong nhà huynh lại gây ra nhiều chuyện như vậy. Đệ thật, cha dạy rất phải, là con làm cha mất mặt rồi. Sau này con quyết sẽ không cất giấu đồ người khác. Làm gì có Tích Nhi. Nếu như mẹ con thích ăn quýt như vậy, ta sẽ tặng thêm một ít. Đi, đem số quýt này còn lại mang ra đây.
cầm lấy. Lúc lão đệ à, sau khi trở về cho ta gửi lời hỏi thăm em dâu. Mụi ấy dạy dỗ được một đứa con tốt như vậy, ta thấy sau này nhất định sẽ trở thành trụ cột của quốc gia. Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi lấy quýt đi. Hết quýt rồi. Không phải cha mua rất nhiều sao? Tích gì chỉ lấy có 3 trái mà. Con ăn hết rồi. Cái gì? Ngươi? Lục lão đệ à, Lục lão đệ. Viên huynh, huynh chạy theo một quãng đường dài như vậy. Tích Nhi à, nhưng bá phụ vừa mua đó, con cầm lấy mang về cho mẹ. Con đi, bá phụ sẽ chăm sóc tốt cho dì. Con cũng phải hiếu thuận mẹ của con nghe chưa? Con cảm ơn chiên bá phụ. Năm đó, dấu quýt vào trong lòng quả là một khoảnh khắc hồn nhiên thơ ngây. Hồn nhiên hiếu thuận, quên cả tiểu tiết. Anh hùng từ cổ đều là như vậy. Sự hiếu thuận hồn nhiên của Lục Tích khi còn nhỏ đã làm ảnh hưởng đến Viên Thuật. Sau khi Lục Tích trưởng thành, bác học đa tài, trở thành một vị thanh quan tài đức xuất chúng. Cẩn dịch: Vọng Tây cư sĩ, Liên Tú cư sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm đệ tử quy thành kính cúng dường. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam Mô A Di Đà Phật.